Xin chào quý vị đã trở lại với kênh. Thì hôm nay chính đến một cái nơi mà người ta nuôi rất là nhiều chó Chihuahua cả nhà, hàng trăm con chó Chihuahua là làm thú cưng luôn á. Phải nói là lần đầu tiên chính thấy một nơi mà có rất là nhiều chó Chihuahua như thế này. Chính mời mọi người tiếp tục theo dõi câu chuyện nha. Như còn trong nhà đó, trong nhà mới nhiều Chihuahua. Tắm nắng nhìn dễ thương ghê. Dễ thương ghê kìa. Đó, mắc cười quá. Đây. Wow. Bên trong nè. Wow. Dễ thương hết chưa? Mấy em này là nhỏ hơn mấy em bên ngoài. Mấy chú hồi nãy là lớn nè, cho nhỏ. Wow. Tầm 1-2 tuổi. Bên trong đây nè. Đây là các lồng. Lồng để nuôi. Cái lồng nuôi đó. Chó này cũng giá trị lắm á, tầm từ 7 triệu cho lên một con. Ở đây mình nuôi này lâu chưa? Lâu. Hay những con chó rất là dễ thương đặc người, giá từ 7 triệu trở lên tùy theo con. Con chó đen dễ thương, lạ hơn trong nhóm này. Hai và số là chó trắng với lại chó vàng bao sữa. Giống chó này thường nó có cắn hay gì không? Không, nó hiền á. Nó phải như chó con mình nó cắn. Con nào mắc lòi mắc cười á. Nó xíu bằng mấy con cái gì á, chuột cống. Cống như con cũng không mấy ngày. Cái này mình cho ăn là cũng giống như mấy chó khác ăn bình thường hay sao anh? Hay là thức ăn sao? Thế sáng của cho ăn hộp. Dạ, về thịt gà, rau củ xay, vậy ăn xuống. Ăn con. Kiểu đại gia. Đại gia. Con lông xù đẹp ha. Đi nhìn rất là lông xù nè. Đây là anh kêu đây là lông xù đi đi. Dạng này đa số là lông xác. Thì hàng trăm con chó Chihuahua đây nha các bạn. Con bên ngoài đây bên ngoài đang phơi đó, đang phơi là đây bên ngoài sân nè, đang phơi là mấy chục con nè đó. Còn bên trong là cũng nhiều đó, tổng cộng là cũng hơn trăm con. Còn bên trong nó có những chú chó con mới đẻ nè. Cái này là những chú chó lớn rồi. Chụp hình nè, đứng lên chụp hình cái nè. Đứng lên nhóm lên chụp hình cho. Bé Uno nè, mắc cười nè. Đi. Ủa cái này nếu mà giá cả là nó tính theo là cân nặng hay sao anh? Con bán con mà, đâu có bán ký. Con đẹp con xấu đó. Con nào nhìn đẹp là mà có giá không? Con đẹp có giá. Không tính theo trọng lượng mà tính theo là có đẹp xấu. Đi đây chắc con mèo của nó chắc là mà đẹp nha đúng không? Cái con lông xù kìa. Nó lông dài, siêu qua lông dài. Hay là chơi hạt siêu qua đẹp rồi, mấy con này nè, nó mà đẹp là chuẩn nè. Con nào anh?
Theo anh thì con nào đẹp? Mấy con cái đầu dò mắt lộ mới là nó nè, như mấy thằng này nó, mấy thằng này nè. Đầu dò mắt lộ đẹp. Đầu nó dò. Con này này lộ nè. Trời ơi. Ờ, đúng nó nó đó, đúng nó đúng thằng đó, thằng nó thằng nó độc độc chiêu á. Nó lòi con mắt. Đầu nó lên nó dò bự thiệt bự nha. Rồi anh thấy nó mắt nó lòi ra. Giống như cá là hãng nha. Ừ. Mắt tiền mắt cái đó đó. Mình không biết con nào đẹp, nào xấu. Mọi người thích siêu qua lông dài cho sáng. À, con nào mắt lộ ra muốn rớt con mắt ra ngoài luôn là mấy con đó là giá trị cao á. Người nó giống mình giật đó, giống mình. Nó bốn mình con. Con này thôi, nó ốm ở dài. À con này con tơ nó ốm nó dài. Nó mà mập lên nó đẹp lắm, nó trắng bơ tơ nè. Dâu dâu. Ừ, nó bay. Nhìn thích gì đâu mọi người. Nhìn chú chó à. Nãy là con chó giống à. Chú Quân còn rất là dễ thương. À, mấy con nhà nhìn nó nhỏ nhỏ vậy, thật ra là nó là chó đã trưởng thành rồi đó. Trưởng thành cho đẻ rồi chứ. Chó đẻ rồi. Tại này cái giống nhỏ con đấy nha. Mấy con này chừng 2 kg anh ha. Mấy con nhỏ nhỏ. Không tới 2 kg. À, nhỏ nhỏ đúng rồi, chừng ký mấy à. Kìa, hỏi cô kìa, cô tư vấn đi kìa, nói lên. Giá mấy đó mấy, hỏi cô. Đây, chào cô. Ừ, chào cô. Cô phải cô Lan không cô? Vô vô vô. Một mình anh nuôi hết nhiều chó đó. Mừng mấy anh. Cô Lan là chủ của chạy nuôi chó Chi Hu Hu. Đó, thấy thấy chủ tới cái đó. Bu bu đu đu đu. Thấy cô đi qua là nhào ra kìa. Mẹ đi. Dạ, mẹ lao cho nè. Đó. Đi. Chăm sóc nguyên cái đám trẻ này là đuối hay chưa cô ha? Ừ. Thấy người ta nuôi có 1-2 con người ta đã mệt rồi. Đây hàng trăm con luôn. Đây là cô nuôi được bao lâu rồi cô? Chắc cũng mười mấy năm rồi đó con. Mười mấy năm rồi. Ừ. Rồi. Đi. Nghe con nè, đi ra đi chơi đi nè. Cái đám này là chó lứa lứa. À dạ. Ở ngoài kia kìa mới chó giống, chó lớn. Không, nhà thì chó con. À, mấy con mà các bạn thấy lúc đầu là mấy con chó đang phơi nắng, mấy con chó giống á, mấy chó lớn rồi đó. Rồi đây là chó con mới lớn. Đó, chó một giống á, chó cái giống gì đó. Còn mấy con này là chó tơ lứa lứa. Cũng giống á, nhưng mà tụi nó con nhỏ. Bỏ ra. Và chỗ cô Lan này nuôi là chó đó là tùy theo con đó, giá là từ 7 triệu trở lên nha mọi người. Đây, cho con đang ở trong lòng với chó mẹ. 7 triệu tới vài chục triệu tới mấy ngàn đô cũng có. À, 7 triệu tới vài chục triệu tới mấy ngàn đô cũng có luôn. Này, chú chó con. Chó mẹ nè. Hấp nhất là 7 triệu. Đúng rồi. Đây. Mặc áo. Tháng rồi. À, 2 tháng tuổi à. À, chú bé kêu qua 2 tháng tuổi mặc áo. Đi đi thương lắm. Đi ra đi trang đi rồi nè. Giống con chó này thường nó sân ra nó sân có gì con thôi. Ít lắm, 1 con, 2 con, 3 con, 4 con tùy theo. À, sân con. Đây có chú chó út này. Đây chú chó út này.